khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát ấy vì sao viên mãn tịnh lự ba la mật đa vô tướng siêu vượt các bậc thanh văn độc giác phật dạy này thiện hiện đại bồ tát ấy vì khéo học pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh nên đại bồ tát ấy ở trong các pháp không đó chẳng đắc tất cả pháp mà an trụ trong đó chẳng đắc quả dự lưu chẳng đắc quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác chẳng đắc tất cả hạnh đại bồ tát chẳng đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vì sao? Vì các tánh không ấy cũng đều rỗng không, nên Đại Bồ Tát ấy do an trụ pháp không này mà siêu vượt các bậc thanh văn và độc giác chứng nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát lấy gì làm xanh lấy gì làm ly xanh phật dạy này thiện hiện đại bồ tát dùng tất cả cái có sở đắc làm xanh và dùng tất cả cái vô sở đắc làm ly xanh cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát lấy gì làm hữu sở đắc lấy gì làm vô sở đắc phật dạy này thiện hiện đại bồ tát dùng tất cả pháp làm hữu sở đắc đó là đại bồ tát lấy sắc làm hữu sở đắc lấy thọ tưởng hành thức làm hữu sở đắc đại bồ tát lấy nhãn xứ làm hữu sở đắc lấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ làm hữu sở đắc Đại Bồ Tát lấy sắc xứ làm hữu sở đắc, lấy thanh hương vị xúc pháp xứ làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy nhãn giới làm hữu sở đắc, lấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy sắc giới làm hữu sở đắc, lấy thanh hương vị xúc pháp giới làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy nhãn thức giới làm hữu sở đắc, lấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy nhãn xúc làm hữu sở đắc, lấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm hữu sở đắc đại bồ tát lấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm hữu sở đắc lấy các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra làm hữu sở đắc đại bồ tát lấy địa giới làm hữu sở đắc lấy thủy hỏa phong không thức giới làm hữu sở đắc đại bồ tát lấy nhân duyên làm hữu sở đắc lấy đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên làm hữu sở đắc Đại Bồ Tát lấy vô minh làm hữu sở đắc, lấy hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than khổ, yêu não làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy bố thí, ba la, mật đa làm hữu sở đắc, lấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa làm hữu sở đắc. Đại Bồ Tát lấy pháp không nội làm hữu sở đắc, lấy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh làm hữu sở đắc.